chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề là khi nào anh em nên đánh gấp thép như anh em nhá. Ok anh em, thì bây giờ thì mình sẽ mang vào đây là 28 củ khoai đây, thì anh em xem là khi nào mà anh em nên đánh gấp thép. Đấy, thì thực sự tất cả anh chị em đang xem là cái video của mình đây. Khi mà đánh gấp thép ấy thì anh em cũng phải biết cách gấp thép, không phải là tay nào anh em cũng gấp gấp thép ok. Nếu như anh em gấp thép ở những cái dạng cầu bệt mà anh em lại đánh, ví dụ đao bệt tài hẳn, anh em gấp thép ở bệt lại ở cầu xỉu, thì đương nhiên mà khẳng định luôn với tất cả anh chị em là anh em sẽ bị mất bạc rất là nhiều về cái nền kinh tế. Bởi vì là làm sao, bởi vì nó là dạng cầu bệt rồi, thì anh em đánh ở trên đánh gấp thép ở trên những dạng ngược lại thì chắc chắn nó khẳng định luôn là không bao giờ có lời và chỉ có lượng âm mà thôi, bởi vì nó bệt rất là dài đấy. Gấp thép thì anh em chỉ gấp thép ở trên những dạng cầu ngắn thôi thì anh em gấp thép còn ok đấy, bởi vì là những dạng cầu như là hai hoặc ba tay thôi thì anh em đánh gấp thép thì những dạng cầu đấy thì chắc chắn là chuẩn chỉ rồi đấy. Thế tại làm sao phải đánh gấp thép? Gấp thép là chỉ những khi nào mình bị gãy cầu, khi nào mình bị xa bờ thì mình mới đánh gấp thép. Chứ bình thường thực sự anh em là chả ai bình thường đang lãi đang lời mà đánh gấp thép làm gì cả, đúng chưa? Đấy, tất cả mọi thứ nó đều có nguyên nguyên nhân và lý do là hết, hiểu không? Tất cả mọi thứ nó đều có nguyên nhân và tất cả mọi thứ nó đều có lý do là hết. Nên là khi mà mình chơi và khi mà mình đánh được ở trên cái môn tài xỉu ở trên con TC trên đường chơi này, mình tất cả mọi thứ mình đều phải có những cái mẹo của nó, mình đều phải có những cái phương pháp của nó, làm sao đánh làm sao hợp lý nhất, đánh làm sao hợp lệ nhất đấy, để luôn có lãi, để luôn có lời được ở trên bộ môn tài xỉu ở trên con TC trên đường chơi đấy, bằng những cái phương pháp và những cái đánh giản đơn nhất và hiệu quả nhất để cho anh em luôn có lời, để em luôn có lãi được này đấy. Đẳng cấp thì nó vẫn cứ mãi đẳng cấp, cái gì thì cái nó phải có đẳng cấp riêng của nó nhá anh em nhá. Rồi ok, thì bây giờ thì anh em cùng xem là về cái phương pháp, cùng xem về những cái kết quả, cùng xem về những cái cách thức, xem tên tay này xem nó có chuẩn chỉ hay không, và xem cái phương pháp tiếp theo xem nó có ok hay không nhá, xem nó có rực rỡ hay không nào. Em cùng xem này, 8 7 6 5 4 3 2 1 mở nào. Kết quả xem đây là cái gì, tay này mình không chơi rồi anh em thấy chưa, tỉnh táo đầu đấy, tỉnh táo đấy. Nếu mà tay vừa rồi mình đánh nhá thì bị gãy cầu đấy, tay vừa rồi đánh thì phải đánh cầu đang cầu một mà đang cầu một thì đương nhiên phải đánh theo cầu một, để làm sao có chuyện mà lại không đánh, lại không bắt cầu một cầu đấy. Như thế có tỉnh táo chưa, quá là tỉnh táo, đẳng cấp, nó hơn nhau ở chỗ đấy anh em ạ. Cái gì thì cái nó phải có cái tầm, hiểu chưa? Cái gì thì cái nó phải có cái tầm quan trọng. Đấy, khi mình đã có tầm rồi thì mình đánh chắc chắn khẳng định luôn với tất cả nhà mình là ok và là rực rỡ và là chuẩn xác thôi. Rồi ok, 422 rồi, xem là cầu gì đây, hai này, bảy, có anh cầu tài này, có anh cầu tài nhá, 1 2 2 6 ấy. Rồi, ok, cùng xem kết quả, xem cái này như nào, xem có chuẩn chỉ rực rỡ, xem có đúng những gì mình chia sẻ với anh em ở trên cộng buồn tài xỉu ở trên con TC thì được chơi bằng những cái phương pháp, bạn những cái đánh của mình hay không, xem nó có hiệu quả, xem nó có ok hay không nhá. Đấy, link của con TDC thì nửa chơi này mình ghim cho anh em ở dưới cái phần mô tả, anh em nào đánh và anh em nào chơi ấn vào link đây. Còn mình thì luôn chia sẻ là những phương pháp, luôn chia sẻ những cái đánh tuyệt vời nhất này. 2 1 mở nào, thế nào, ok chưa, đẳng cấp chưa, anh em thấy chưa, đánh tới đâu là ăn thì đấy và đánh tới đâu là rỡ tới đấy, đúng chưa anh em? Đấy, có phải là nhẹ nhàng như để xe hàng bằng những phương pháp, những cái đánh đơn giản nhất của mình không, đúng chưa anh em? Đấy, em thấy thế nào về những cách đánh này, em thấy thế nào về những cách chơi này? Chắc chắn nó khẳng định là ok rồi, là rực rỡ rồi, đúng chưa em? Cứ ăn cứ có lời là rực rỡ, cứ ăn cứ có lời là ok và vẫn mãi cứ là đẳng cấp anh em ạ. Đấy, rồi ok, thì bây giờ thì cùng xem tiếp theo, xem cầu này vị 651, xem cầu này xem có phải là cái cầu xỉu hay không, xem cái phương pháp này xem nó có chuẩn chỉ và xem cách chơi này xem nó có ok và xem nó có rực rỡ và xem nó có đúng những gì mình chia sẻ với anh em ở trên ồn tài xỉu ở trên con TC trên đường trò chơi này hay không nhá. Rồi bây giờ thì cùng mình đón chờ và đợi và cùng mình xem kết quả đây, xem cái này xem nó như thế nào, xem cái này xem nó có rực rỡ và ok và chân chỉ được ở trên ồn này hay không. Và đây em cũng xem đây, 5 4 3 2 1 mở ra kết quả. Rồi gãy cầu rồi, một cụ đấy, nhưng mà cũng phải tỉnh táo đúng chưa em? Đấy, tỉnh táo ở chỗ gì, tỉnh táo là mình cảm thấy cầu kèo không ok mình đánh nhỏ nhắn xinh xắn đấy, cái dạng cầu này đánh cực kỳ khó này đấy, đang có những cái dạng cầu lùa này. Tại sao là lùa, bởi vì nó không chuẩn, nó là lùa thôi, đơn giản. 7 5 ok, đánh thêm cầu tài nữa, click thêm hai cụ nữa, đây ba ba cụ nhá, để xem cầu này xem nó phải ra cầu tài không đấy, để xem cái phương pháp này và để xem cái cách chơi này xem nó có chuẩn chỉ hay không nhá. Đây em cùng xem này,
Vừa rồi thì cái vị là vị 651, 651 thì đáng nhảy cầu xỉu, nó không nhảy, nó đứng cầu tài, tiếp tục là 661, 651 đều, tới tất cả mọi thứ là cầu này đều những cái vị nhảy tài. Nhưng mà mình nghi ngờ cầu này đang đánh lừa, thao túng tâm lý anh em, nên là mình cầu là những dạng cầu này mình không đánh vào những dạng cầu nhảy, mình đánh vào những dạng cầu gì? Cầu đứng, đánh theo gió chiều nào theo chiều đấy nhá, đánh đúng cái cầu của nó thôi, đánh đúng bản chất của nó. Rồi, ok em cũng xem nhá, 8 7 6 5 4 3 2 1 mở ra kết quả chuẩn chưa, đúng chưa anh em, đấy đẳng cấp chưa, đấy ok không? Đấy nhẹ nhàng như đẩy xe hàng đúng chưa, đấy bằng những phương pháp, bằng những cách đánh giản đơn hiệu quả ở trên vụ này nhá, đấy ok chưa, được rỡ chưa. Rồi để mình xoay cầu tiếp nào, 8 ok cầu đánh cầu xỉu rồi, cái này đánh 9 lít thôi, tiếng này thì không đánh lớn và tiếng này thì không đánh to, tiếng này thì đánh nhỏ thôi nhá, đánh nhỏ trên dưới dạng cầu này, không đánh to trên dạng cầu này, thì để xem cùng xem kết quả, cùng xem về cái phương pháp, xem là chuẩn chỉ và rực rỡ và ok hay không. Đấy mình đánh thì mình luôn luôn đánh theo những dạng cầu của nó. Đấy thì vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em đấy là khi nào anh em lên đến cấp thép thì mình đã chia sẻ rồi, thì mình cũng đã chỉ cho anh em những phương pháp khi nào anh em lên cấp thép rồi, đúng chưa. Thì bây giờ thì hiện tại đây anh em xem đây, 7 6 5 4 3 2 1 mở nào xem kết quả nhá, xem nào, gãy 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 gãy, vẫn còn một cái cầu tài đứng, cầu tài hơi dài, tiếp tục đi cầu tài 663 336 nữa, cầu hơi dài đấy. Nếu một cầu dài như thế này ở trên những dạng cầu này 6 này 8 này 7 5 2 xỉu rồi, rồi đánh thêm một cụ thôi, đánh vui thôi. Những cái dạng cầu này thì không nên đánh to và không nên đánh gấp thép nhá, bởi vì là khi mà mình đánh gấp thép thì mình phải chọn những dạng cầu chuẩn chỉ mình đánh gấp thép. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với em rồi nhá, những dạng cầu biệt dài không nên gấp thép, bởi vì chỉ những dạng cầu ngắn thì mình nên gấp thép thì ok, còn đánh những dạng cầu này thì chắc chắn là khẳng định luôn với tất cả anh chị em, nếu mà mình đánh gấp thép thì khẳng định luôn với tất cả anh chị em là mình sẽ bị gãy cầu và mình sẽ bị xa bờ ở trên cái nguồn tài xỉu ở trên con TC thì nữa chưa nhá. Đấy hãy học theo những phương thức đánh chuẩn chỉ nhất, hiệu quả nhất để cho anh em luôn có lời, để cho em luôn có lại được ở trên nguồn này. Rồi ok, thì bây giờ thì anh em hãy cùng mình chờ và cùng mình đợi và cùng mình xem kết quả, xem cái này xem nó là câu kiểu nó về câu gì nhá, xem là câu xỉu không nào, vậy rồi. Rồi ok, vậy là cầu kèo đã đi theo, đã đi theo cái dạng cầu bẹt rồi. Nếu nó bẹt cầu như thế thì mình xin phép tất cả anh em mình sẽ kết thúc ở đây anh em nhé, để đảm bảo số vốn của mình nhé. Đây anh em nhìn đây, với số vốn ban đầu đầu tiên mình vào hiện tại lên được bao nhiêu là 35 cụ nhá, thì hiện được vừa anh em ạ, như vậy là tuyệt vời rồi. Em nhớ rằng một điều là khi mà em đánh gặp những cầu chuẩn chỉ thì em nên tiếp tục, còn những dạng cầu không ok thì mình nên bỏ qua nhé. Còn link của con TDC thì nửa chơi thì mình luôn ghim, luôn để cho anh em ở dưới phần mô tả, anh em vào đánh và anh em vào chơi nhấn vào link đấy. Vừa rồi thì mình chia sẻ rồi nhá, và giờ thì xin phép tất cả chị em này, xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.